Chào mừng em trở lại kênh YouTube của Nhàn Kinh Giang. Hôm nay Nhàn Kinh Giang sẽ tiếp tục lên clip bán xe cho anh em. Thì clip của Nhàn Kinh Giang hôm nay sẽ lên cho anh em chiếc full Chanel kim nha anh em. Hồ sơ cầm sẵn trên tay anh em. Thì để vô tàn anh em xin một like nha. Cũng như đăng ký kênh hội Nhàn anh em. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Thì hôm nay Nhàn sẽ lên cho anh em chiếc full Chanel kim hồ sơ cầm sẵn trên tay. Còn chiếc full giấy này thì em đã đăng ký trước anh em. Chiếc này nó bán rồi nha. Thì chủ xe thì cũng nhờ em bảo dưỡng tại dưới tay tới một số phụ kiện mà không cần thiết á, bạn xử lý xe này xong sẽ giao cho khách. Xe này khách đã chốt rồi. Còn chiếc full FI 209 này em quay mấy tháng trước nè, đó thì hôm nay khách cũng đã chốt luôn đó. Thì em cũng có đem ra kiểm tra rửa gáy lợi vệ sinh sạch sẽ lợi đặng cho khách lợi trực tiếp khách lấy luôn nha. Khi em thì khách hẹn là trực tiếp lấy, khách thì có chuyển cọc dân rồi. Chiếc 209 này nó bán rồi. Chiếc này là cái chiếc lâu lâu nhất nè, nó trong dàn xe là chiếc này là chiếc ngâm lâu nhất nè nè. Cái xe này là tại vì em đã bảo trì bảo dưỡng rồi xong hết trơn rồi nè. Cái chiếc xe này là mấy tháng rồi bán được nè, thì hôm nay nó đã lên đường. Cũng cảm ơn em ở xa đã chốt đơn cho em cái một đó. Chiếc 209 này đang đầu hồ sơ nè, chiếc này chưa có bán được, đang đầu hồ sơ. Nếu anh em có mua thì đợi clip sau của em. Đây là chiếc quay nhỏ của đại thống mình đó, thống Kiên Giang bán chuyên dòng quay nhỏ. Quay nhỏ quay 110 nha, quay 110 Thái Lan đó, quay nhỏ là xài trung hệ. Thì anh em có mua những dòng quay nhỏ này anh em coi qua kênh thống Kiên Giang nha. Thống Kiên Giang á là chuyên bán quay nhỏ đó. Còn em nhà Kiên Giang là chuyên bán full Chanel, full chỉ X, full chỉ 2, em bán 3 dòng đó. Rồi thì hôm nay nhà Kiên Giang sẽ lên cho anh em cái chiếc Neo Kim đó. Thì cái xe này là cái xe dòng tầm trung để cho anh em cài vừa anh em rẻ tiền nha. Thì hôm nay lên cái xe bắt mắt tiền không à. Thì hôm nay nhà Kiên Giang sẽ bắt chiếc Neo Kim hồ sơ sẵn anh em về mình sang tên lên lệ nha, khỏi chờ rút sơ nha. Chiếc xe này em chờ rút hồ sơ cũng mấy tháng trời đó, thì nay hồ sơ có rồi đó, thì em cũng có mở ra vệ sinh kiểm tra. Rồi qua đây xe này là xe chưa có dọn dẹp nha, xe này thì em phải dành cho anh em tầm trung để cài vừa dễ đi. Em bán mình mấy triệu với em, để bán thì mấy triệu à. Đó anh em coi có hưng ý được thì lấy gì dọn, hoặc là anh em là có chê cái lông này bèo quá thì anh em có thể là mua bộ sườn lót giấy nha. Xe này sườn đẹp lắm anh em, xe này sườn khỏi chê, chút xíu này em sẽ lột vàng áo ra cho anh em coi cái sườn bên trong nha. Ô thì cái xe này chưa dọn dẹp anh em, xe này nói chung á vàng lông lá nó có xấu rồi đó, em bán rẻ cho anh em, vì anh em tự dọn nha, anh em cài bừa này kia rẻ tiền. Thì những dòng full Chanel mình đó thì phân khúc của nó dành cho những anh em nào mà chơi xe dòng lớn tiền được nè đó, và những anh em là xe dòng chung cũng được luôn. Tại ngày neo mình nó chuộng là vậy đó, em chơi dẫn xe cổ mà chơi dẫn xe VIP cũng được. Thì full neo mình có những chiếc xe lên mấy trăm triệu luôn anh em, những chiếc xe lên cả tỷ luôn nha. Có thành ra có những chiếc xe thì nó vài chục trăm triệu rồi lại, có những chiếc xe 9-10 triệu, 7-8 triệu, 10 mấy triệu. Thì đây là những dòng tầm trung đó, đặng cho anh em vô những dòng xe cài vừa trên những dòng hệ full Chanel mình đó. Thì tại sao mà những anh em trên cái đất nước Việt Nam mình thở dụng những dòng xe này nhiều là gì đó, tại vì nó chơi được có 3 dòng lắm. Một đó là anh em chưa dành được cài vừa, hai đó là anh em chưa hỏi làm của tầm trung, ba đó là dòng cao cấp để anh em sưu tầm để đọc anh em đọc lại nha. Đó rồi thì em sẽ vô cái chi tiết con xe này có cái gì, like cái gì, mắc cái gì. Thì con xe này em đã rút hồ sơ sẵn cầm trên tay rồi đó. Em bán cái dòng xe này em phái là nó gì nha, em chơi được xe cao cấp được, xe tầm trung được, nó xe cài vừa được, giá nó không có té, không có kén người, nó là gì đó. Giờ con xe nó có giá trị ngay thời điểm này là gì. Xe mình đồng hồ ô đô chạy được 50 mấy ngàn cây nè, 50 mấy ngàn cây. Xe này lông lá thì nó cũng có bèo anh em, lông lá này em khỏi tải nha. Nói chung lông lá này anh em về cài bừa thì để, còn nếu anh em muốn dọn mới thì phải thay lông nha. Vì lông này nó cũng có bể có bay màu theo thời gian hết trơn rồi đó. Đó cái bao tay tới giờ mà chưa thay luôn nè, gù có xét chơi nè, nó bao tay có teo gù có xét chơi nè. Thắng khách ăn luôn rồi nên về xử lý khách lại nha. Ô đây chủ xe nó có nâng cấp cho nên không có đèn chạy sáng nè, quá dữ nè. Đó, dữ dằn chưa, chớp chớp luôn nè, quá chứ. Đèn còn, xi nhan còn,
đây còn luôn, đề còn yếu anh em, bóp đề có hai cái hết đề được. Rồi dài dài xuống anh em coi, phục trước là xe này cũng khắc đợt nguyên năng, con đợt cũng chưa có xị nữa mà. Cua này phục này mới đóng bụi hơi hơi chưa có xị. Nước sơn ngó chóc anh em. Thì đây là những dòng phân khúc rẻ tiền cho anh em để cài bừa nha. Nói chung sơn bạc lóc này cũng được á. Dành dành công có hai anh em, dành hai dành tăng quà nè. Dành này không còn dành viên nha, dành thay rồi nhưng mà sáng sủa đẹp trai, không một lũng. Công á thì có súng chì anh em, súng chì có xét lai gai nha. Nó có một số cây xét nè. Anh em thấy chân công có xét lai gai anh em. Nè. Đó. Chung phục khí đùm nước sơn ghim còn. Rồi qua dách đây. Xe này cái thắng nó hết ăn anh em, tháng trước này anh em về bảo dưỡng làm lại nha. Đó, tháng trước này nó hết ăn rồi. Dây cơ mét đứt luôn anh em. Dây cơ mét đứt nha. Xe này cũng ba ngày hàng thắng lối ngày, chứ ba này không có công luôn đâu. Những dòng xe này cho anh em gì cài bừa là hết sảy vào bẫy rồi anh em. Những dòng phân khúc này cho anh em xài cài bừa được, dành xài sưu tầm được, dòng xe cao cấp được. Nói chung ba dòng xe này anh em xài tới ba hệ lắm. Chân có chạy nè, chạy áo sống tới đầu camera lúc nước anh em coi tới đó nghe nè. Áo sống này anh em vừa cài vừa thì để, còn anh em dọn mới thì thay áo mới nha. Ủa, cài vừa thì chạy bình thường, không có ảnh hưởng gì đâu, nó chạy chạy chút chốc thôi đó. Chân sau đây mất tiêu nè, chân sau đây mất tiêu rồi đó. Cuộc sau nó có xì nè, phục sao là phục kim theo xe nè, mà có xì vậy nè, đem về phục hồi lại có xì vậy đó. Xe mình xe hãng sức năm 2006 rồi nè, 2006 là tem gấp vậy nè. Xe này gấp option kim theo xe luôn đó, chưa có thai, chưa có một lũng đó. Gấp này còn ngon á, ốc thì cũng còn súng xét, còn súng chì lai gai nè. Dành sao sáng bóng, dành sao được thay dành mới luôn nè. Đó hiệu gì nè, hiệu gì lão quắc anh em không biết luôn. Hiệu gì tiếng Anh trời le, đọc tiếng Anh hệ thống tao không biết đọc nè, đọc mày lê gấp, hiệu lê rúp anh em. Rồi ở cái tên đọc thiệt chứ đó. Rồi dành mới cầm mới nè, cầm mới chát luôn nè, nó cầm rồi, cầm chủ xe tao thay dành mới cầm mới nè. Này anh em về khỏi thay nha, đầm nước sơn ghim chưa sơn lại. À, chụp camera quan kiên. Đúng đúng. Cầm dành mới thay chuẩn nè, cầm dành mới thay chuẩn. Phục hai cây giống nhau anh em, cũng xì vậy nên về phục hồi lại. Những anh em nào mua những dòng xe cài vừa nè đó, thì có mua đồ món á, nhớ coi kênh Phú Kiên Giang anh em. Phú Kiên Giang là bán đồ món, là chuyên dòng Phú Chanel đó. Cho anh em mua đồ món lắp vô cho nó dễ nha. Xe này cái bô gin anh em, bô gin là cái bô có hư anh em ơi. Nè cái bô có hư đít này nè, bô có bột đó, chủ xe người ta có đắp lại đặng người ta xài thời gian đó đó. Anh em cài bữa thì chạy luôn, không ảnh hưởng. Còn nếu anh em muốn dọn xe mới đẹp thì anh em phải thay cô khác. Đó đích sao người ta có mục đích á, người ta có làm lại nè. Rồi kia bô báo cho anh em biết là kia bô có hư nha, cho anh em nóng. Này ngã ba gấp, ngã ba sườn đẹp nữa nè. Rồi
xe này dùng ngã ba là 011 à. Xe này anh em mà có chê cái xác xe này anh em lấy cái bộ khung sườn này nè, để anh em dọn tỉ anh em. Có chung xe này có ba sườn cọp anh em, ba sườn cọp anh em dọn. Xe này mua dùng sạch anh em chứ không có mua dùng ấy nha, xe này dùng sạch mới được cái góc ngã ba đẹp vậy anh em. Nắp có bể nè, nắp có bể nè. Cho nên có cái dạng trên này, cái nữa thì trên đọc dạng áo cho nên coi cái áo này luôn. Trên này sườn, cái sườn đẹp lắm nè, sườn này không có chê được nha, sườn này không có một lũng nữa nè, sườn quá đẹp đó. Thùng xăng cũng còn được nè, áo đi xăng không có xét nè, rồi đấy nè. Engine còn rồi, em thấy tròn đậy cái da này nên về lọc cái da này vô con gì nó quạo là nát hết trơn nè. Thôi em thấy cho mấy anh đậy lọc cái vàng áo bên trong ra coi khung sườn với con máy nè. Mua xe quan trọng nhất là khung sườn không tai nạn, không một mọt, không đông đụng nữa, cái đó mới quan trọng. Coi cái sườn, ừ, cái sườn này cọp đó. Anh em nào mà chơi cái xác xe này có bèo, anh em lấy cái sườn, bộ sườn giấy này nè, u sơ nè, em về vô dọn xe cọp cho Thái nha. Sườn đầu đầu 206 cực kỳ chắc nha nè, 206 em coi chồng chỉ có mở cửa nước lạnh sương sương nữa, anh thấy không, nó xanh dần vậy đó. Sườn này nói chung là cam kết anh em rồi, bao một lũng rồi, bao cắt kiểu rồi. Đây là cái điểm tặng cùng của sườn, là cái điểm xấu nhất và dơ nhất đó. Đó, nhưng mà nó chỉ có đóng ten ten xét xét thôi nè. Đó, cái chỗ này là cái chỗ xấu nhất trong cái sườn đó, mà anh em coi là được chị là nó quá ok nè. Anh em coi bật tiền khỏi chê, ok con dê. Dòng mai đi. Anh em nào có xài lốp giấy này alo cho em nghe. Được em chốt luôn cho để mình nó gỡ đồ bóng cho này. Anh nào muốn lấy nguyên chiếc thì lấy. Nên nào muốn lấy bộ sườn lốp giấy là alo cho em. Sườn này quá cọp anh em. Không có chỗ nào mà chê được chơi nè. Em còn có ba sườn ở trong. Sạch sẽ. Rồi sườn cho anh em coi như đó nghe, bây giờ cho anh em nghe tiếng máy nghe nè. Báo tình trạng cái máy cho anh em nắm luôn. Cái máy này thì có rút đầu rút nòng nè. Đó, đầu nòng có làm, nồi có làm, rồi là máy giữa chưa trẻ nè. Đó, máy thì có làm rồi. Cái máy này dơ nè, cái máy này chủ xe nó xài không có rửa. Anh em thấy không? Những cái máy dùng dơ nè cho anh em rửa. Đã là một khi nó dơ nó đóng lên cỡ này rồi nó không giờ rửa ra được nha, trừ khi anh em bắn cát á. Bắn cát hoặc là dùng thuốc tẩy á mới ra được nha. Nên còn anh em mà rửa dầu, rửa xà bông hay rửa nước lạnh này kia đó không bao giờ ra được nha. Đó.
Thì cái máy này á, thì đầu nòng có làm, nồi có làm, máy giữa chưa trẻ. Thì cái tình trạng máy á, là không kêu anh em, máy không kêu không khói nha. Đó, nhưng mà anh em nghe cho kỹ, nhưng mà máy không ấm nha anh em, máy có xào nha. Máy không kêu không ra khói. Đó, nhưng mà máy có xào. Nói chung cái máy này thích hợp cho anh em để dành cày bừa nè. Đó, đi đồng, đi nương, đi gãy đó. Đi đồng, đi ruộng đó. Thì cái máy này để cho anh em đi đồng, đi ruộng hết sảy và bẫy nha. Còn những anh em nào muốn dọn mớ, dọn mà lấy làm chân luôn đó, cho ngon lành luôn á, thì anh em làm máy lợi. Còn nếu mà anh em dự định mua để làm chân thôi, mình đi cài thôi á, thì không cần phải làm, tại máy không kêu, không ra khói, máy không ăn nhớt. Đó thì máy chỉ xào thôi, không ảnh hưởng đến chất lượng. Còn anh em có chê cái máy này á, thì có chốt bộ sườn lốc giấy này á, thì chốt em bán lẻ luôn đó, em có bán đồ món luôn đó. Thì em sẽ chốt cho anh em có bộ sườn lốc giấy này luôn đó, để về cho anh em dọn như xe thái, xe cái vậy đó. Chứ bộ sườn này thì anh em không thể chê được rồi. Bộ sườn quá trời đã đó. Thì con xe này nhà Kiên Giang bán cho anh em có 15 triệu anh em đó. Thì 15 triệu để cho anh em về cài bừa, để mình làm chân mình cài bừa, rồi sau này mình có điều kiện mình sẽ dọn mới lên đó. Thì những cái món đồ nào trên xe phụ kiện nó có hư đó, thì anh em coi kênh Phú Kiên Giang, đặng anh em mua đồ món mình lắp vô mình xài. Thì những cái dòng xe Neo này với Phú X, Phú 2 này kia thì tụi em có gã đồ món hết đó. Cái dòng quay nhỏ nữa, thì anh em có mua xe nguyên chiếc, có cần xài đồ món này kia, anh em nhớ theo dõi kênh, coi kênh mình sẽ mua đồ món có hết. Đó. Thì đồ món là trong xe là anh em biết rồi, món nào cũng có hết, quan tâm giá cả thôi. Đó, thì một món đẹp thì giá nó cao, đồ mà cài bừa thì giá nó rẻ để cho anh em mình cài bừa. Đó thì vậy đó. Rồi con xe này sẽ mở đây cho anh em coi cốt nhông tải cho nó coi, coi nó còn hoạt động được bao lâu nữa, để cho anh em về coi nào anh em cài bừa. Nếu cốt tải mà nó có mòn nhiều quá thì anh em có thể là bỏ cái xác này, lấy bộ sườn cũng được, bỏ cốt tải coi đi. Em coi cốt bằng tải nữa. Thì cái sườn này anh nhà Kiên Giang đã giám định cho anh em là cam kết rồi, anh em không có một lần không tai nạn. Mà quên báo anh em cái khu vực bên đây. Quên anh báo anh em cái đâu rồi. Mình sang con này like anh em. Mình sang con này nó bị like, mình sang lô vô nè. Ở dưới cổ đề like nè. Đó. Cổ đề like nè, mình sang con like nè, nó trong đây hai món nó bị like nè. Này, chủ xe người ta có thay mình sang mới đó. Dưới cổ đề nè. Chúng có hai món này like đó. Em báo trên clip cho anh em nắm cho nó dễ. Rồi quên kia cho anh em coi cốt bên phải cái nữa đi. Kết thúc video anh em. Mở mỏng chân. Xe này nát hay sao còn cốt tải bên sau anh em ơi. Mở cho anh em coi sẵn mình giám định luôn, nó là dễ nên là thưa về đó mình xe này cài vừa là hết sảy nè, rẻ tiền, mình có một mười mấy triệu, 15 triệu mà em rút hồ sơ sẵn cho anh em đó, em về xài rồi khui anh em ơi. Ôi ơi cốt tải mòn muốn hết anh em ơi. Đó cốt tải này gây 10 phần mòn 3 phần anh em, còn 7 phần nha, chứ chưa hết đâu, nói chứ nó cũng còn dày đúng anh em. Cốt tải này về anh em cài vừa là vài năm nữa bình thường nha. Còn anh em sau này có điều kiện mình dọn mới lên hết nha anh em. Giờ cái cốt tải này để cho anh em hoạt động vài năm nữa được, cũng không có đến nỗi mòn hết, chỉ 10 phần mòn 3 còn 7 phần, nên về hoạt động có 7 năm nữa được. Thì chiếc xe này để phù hợp nhất cho anh em để cài vừa đó, thì dòng này là cái dòng Full Channel, là cái dòng phân khúc rẻ tiền và lại bền châu bò nhất. Đó là dòng này là chỉ có 15 triệu thôi. Bây giờ mà dùng rẻ tiền không gầy, em lên mấy cái dòng cũng là Full Channel nhưng mà dòng phân khúc mất tiền không à, chiếc nó tới 30-70 thì cái dòng này để cho anh em rẻ tiền, nói chung là để anh em cài bừa đó, anh em về tu bổ trang trí vô thêm mình xài, còn cài bừa anh em khắc phục những mấy cái điểm hư thôi, còn nó cũ cũ thì kệ nó, đồ nó cũ mà nó chắc là được rồi, nó không hư hao là mình vẫn xài bình thường nè. Thì con xe này em cũng có cái giá công khai đang để trên màn hình rồi, thì em bán cho anh em 15 triệu bao hồ sơ. Hồi xưa em đã rút ra tên em rồi nha. Thì anh em có mua thì em sẽ làm thủ tục sang tên qua cho anh em về nhập vô. Thì con em có những ở tỉnh mình không có ký nói nhập được anh em, thì anh em phải chịu khó là tốn tiền mình nhập vô, rút ra đó. Thì những anh em ở Sài Gòn mình dương đó, thì anh em ở khu vực nào mình để trước khi mua mình hỏi thử khu vực ở địa phương nó coi xe hồ sơ ký nói tôi có cho nhập không, cho nhập được anh em mua nghe anh em. Để mất công rồi mình mua về mình nhập không được rồi mất công mình trả xe tới luôn mất công tốn phí là vậy đó. Rồi thì cái con xe em cũng quay chi tiết những cái điểm xe trên xe, điểm nào like lô hư hao này kia đó em cũng có báo trên video đó, thì anh em coi nắp
có chốt thì anh em alo cho Nhàn Kiên Giang để số điện thoại trên màn hình đó. Đó thì kết thúc video, thì anh em có mua đồ món anh em nhớ qua kênh Phú Dương Giang, anh em Phú Giang chuyên đồ món của chị Nèo đó, em Nhàn Kiên Giang thì chuyên bán những dòng của chị Nèo nè, chị X nè, chị Hai nè, em thì bán có 3 dòng xe nè. Thì chiếc Phú Dương này em đã chốt cho khách rồi, nên chiếc là Phú Dương em đã lên clip 2 ngày trước đó, em đã chốt rồi. Thì anh em cứ nhờ em bảo dưỡng lại cái chiếc Phú Chanel này á, thì em có quay mấy tháng trước rồi, bây giờ em mới chốt được. Em thì cũng mới nhận cọc của khách rồi hôm nay rồi, thì em cũng lâu ra vệ sinh rửa sạch sẽ để khách qua lấy trực tiếp. Chiếc 209 này đang đầu sơ anh em, đầu sơ một chiếc quay nhỏ này á, thì anh em có mua quay nhỏ thì qua kênh Thống Kiên Giang nha. Thống Kiên Giang bán chuyên quay nhỏ đó, em nhà Kiên Giang thì chỉ bán cái dòng xe này thôi, Phú Chanel, Phú Chì 2, Phú Chì X, chỉ có 3 dòng xe này thôi. Rồi nhà Kiên Giang hẹn anh em nhiều cái chiếc xe sau đó nghe anh em. Rồi ba anh em chạy anh em nha.